Thưa các bạn, hôm nay tôi xin trình bày với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Bài nói tại hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo luật hôn nhân và gia đình. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 12, trang thứ 300. Toàn văn tác phẩm như sau. Có người nghĩ rằng bác không có gia đình, chắc không hiểu gì mấy về vấn đề này. Bác tuy không có gia đình riêng, nhưng bác có một đại gia đình rất lớn. Đó là giai cấp công nhân toàn thế giới, là nhân dân Việt Nam. Từ gia đình lớn đó, bác có thể suy đoán được gia đình nhỏ. Bây giờ toàn dân ta ai cũng muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải làm gì? Nhất định phải tăng gia sản xuất cho thật nhiều. Muốn sản xuất nhiều thì phải có nhiều sức lao động. Muốn có nhiều sức lao động thì phải giải phóng sức lao động của phụ nữ. Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa. Rất quan tâm đến gia đình là đúng. Và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt. Tục ngữ ta có câu, thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Muốn thuận vợ thuận chồng thì lấy nhau phải thật sự yêu đương nhau. Luật lấy vợ lấy chồng sắp đưa ra Quốc hội là một cuộc cách mạng, là một bộ phận của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy phải đứng trên lập trường vô sản mà hiểu nó. Nếu đứng trên lập trường phong kiến hay là tư sản, tiểu tư sản mà hiểu luật ấy thì không đúng. Luật lấy vợ lấy chồng nhằm giải phóng phụ nữ, tức là giải phóng phân nửa xã hội. Giải phóng người đàn bà, đồng thời phải tiêu diệt tư tưởng phong kiến, tư tưởng tư sản trong người đàn ông. Về phần mình, chị em phụ nữ không nên ngồi chờ chính phủ, chờ đảng ra chỉ thị giải phóng cho mình, mà tự mình phải tự cường, phải đấu tranh. Đối với luật lấy vợ lấy chồng, từ lúc chuẩn bị đến lúc đưa ra và thi hành, đảng phải lãnh đạo vì đó là một cuộc cách mạng. Đảng lãnh đạo nghĩa là cán bộ và đảng viên phải làm cho đúng, và lãnh đạo các đoàn thể thanh niên và phụ nữ kiên quyết làm cho đúng. Có người hỏi rằng, lỡ đã có vợ hai rồi thì thế nào? Con còn nhỏ đã lấy vợ, đã lỡ lấy vợ lấy chồng rồi thì thế nào? Luật có hiệu lực từ sau lúc Quốc hội thông qua và chính quyền công bố. Việc đã lỡ trước thì do gia đình đôi bên tự nguyện cùng nhau thỏa thuận giải quyết. Nếu không giải quyết được thì đưa ra chính quyền hòa giải. Thi hành luật này có hai mặt. Có phần dễ dàng vì nhân dân ta đã được đảng giáo dục, đã tiến bộ nhiều. Nhưng cũng nhiều khó khăn vì tập quán cũ đã ăn sâu lâu đời trong nhân dân. Cho nên công bố đạo luật này chưa phải đã là mọi việc đều xong, mà còn phải tuyên truyền giáo dục lâu dài mới thực hiện được tốt. Mong các cô các chú cố gắng, bền gan, hiểu rõ và làm tốt. Nhất là phải thận trọng vì luật này quan hệ đến tương lai của gia đình, của xã hội, của giống loài. Thưa các bạn, tôi vừa trình bày xong tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Bài nói tại hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo luật hôn nhân và gia đình. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 12, trang thứ 300. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào ngày 10 tháng 10 năm 1959, được in trong sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội năm 1960, tập thứ 5, trang 281 đến 282. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.